Nguyễn Thành Nhân xin kính chào tất cả các bạn. Hiện giờ thì Nhân đang có mặt tại xã Đắc Sơm, huyện Đắk Cà Long, tỉnh Đắk Nông để tham quan một cái danh thắng Tà Đùng. Nói đến Tà Đùng thì du khách trong và ngoài nước cũng không xa lạ gì, bởi đây là một cái điểm đến mỗi khi đến Đắk Nông thì không thể bỏ qua. Muốn vào để tham quan cái khu danh thắng Tà Đùng này thì chúng ta sẽ vào một trong những cái top view homestay ở đây. Thì hiện giờ thì Nhân đang có mặt trong một trong những cái top view homestay đó, có tên là Tà Đùng. Tà Đùng thì được hình thành từ năm 1012 cho đến năm 1015, do việc đắp cái đập thủy điện Đồng Nai 3, thì cái lòng hồ của thủy điện Đồng Nai 3 sẽ vô tình thì tạo ra một cái danh thắng rất là đẹp mắt. Bây giờ chúng ta sẽ mua vé để bước vào tham quan nha các bạn. Thì cái giá vé cho một người là 50.000, đó là chỉ vé vào cổng thôi, còn những cái dịch vụ khác thì chúng ta phải trả tiền thêm. Ở đây thì Nhân ghé vào cái buổi chiều, cho nên cái lượng khách nó cũng khá là vắng. Và nhất là đây là cái mùa không phải là mùa cao điểm du lịch nha các bạn. Thì nói thêm về cái vị trí của Tà Đùng, thì Tà Đùng cách thành phố Gia Nghĩa, trung tâm của tỉnh Đắk Nông khoảng 50 km, hướng quốc lộ 28, tức là cái đường để mà chúng ta ra ngoài Đức Trọng các bạn, quốc lộ 28. Cái quốc lộ 28 này thì có một cái cung đường rất là đẹp, những cái vật thủ cũng đã từng biết đến, với những cái đường cua quanh co nó cũng không kém gì ngoạn mục, hấp dẫn, nguy hiểm như ở những cái vùng Đông Bắc, Tây Bắc nước ta các bạn. Bước vào bên trong thì chúng ta có một cái khoảng sân vườn cũng khá là rộng. Ở đây thì họ trồng rất là nhiều hoa. Đặc biệt là Nhân rất là ấn tượng là cái đường hoa giấy ở trước mặt chúng ta đó. Cái đường hoa giấy họ làm mình trái tim. Có rất là nhiều cái cây bông giấy để rợp lên con đường đó, tạo thành một cái view để mà chúng ta cũng có thể là chụp ảnh cũng khá là đẹp. Ở đây có một cái gốc bông giấy cổ thụ luôn các bạn. Tà Đùng thì Nhân cũng có đi một vài lần. Trong cái video trước á, thì Nhân có đi xuống cái lòng hồ, đi tham quan bằng tàu các bạn, ở trên lòng hồ. Và lần này thì Nhân sẽ check in ở góc ở trên cao. Thì ở tại cái khu vực của xã Đắk Sơm này á, là có rất là nhiều cái top view như thế này, chứ không phải là chỉ có cái Tà Đùng này không. Mà nổi tiếng là như là nhà Chú Đông thì các bạn cũng đã nghe tiếng. Thì Nhân cũng sẽ đến cái check in ở tại cái nhà Chú Đông, rồi Nhân cũng sẽ quay lại để cho các bạn xem. Ở đây thì trước mặt chúng ta là trên một cái đồi, cái đồi nhân tạo, thì nó có một cái nhà theo cái dạng nhà Mông Cổ các bạn. Ở đây là cái quán cà phê khá là đẹp. Có bậc thang lên. Bây giờ thì Nhân sẽ vòng ra phía trước để mà đến một cái vị trí tham quan chính đó các bạn. Đó là cái view để mà chúng ta ngắm được toàn cảnh của cái lòng hồ thủy điện Trị An 3, hay gọi là Tà Đùng. Cũng khá là vắng vẻ. Như Nhân đã nói thì hiện bây giờ là khoảng 2 giờ chiều. Nhân cũng sẵn trên tuyến đường đi Đà Lạt về, cũng tắt qua đây để ghé tham quan cái mấy cái top view này. Chứ thật ra đó thì Nhân cũng chưa có dịp nào đi vô đây, chỉ đi ngang thì đi nhiều lần, và chỉ một lần là tham quan ở lòng hồ thôi, còn nhìn Tà Đùng từ trên cao như thế này thì chưa. Đây là một cái nơi để mà chúng ta có thể là phóng tầm nhìn, chúng ta nhìn được toàn cảnh của
cái lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 đó các bạn. Thì ở đây được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, bởi vì khi mà đắp cái đập á thì nước nó dâng lên á, thì những cái đồi á, ngập á, thì còn những cái chớp mà cái đỉnh đồi á, thì đỉnh núi còn lại thì nó giống như những cái hòn đảo, thì nhìn cũng khá là giống Vịnh Hạ Long. Ở trong cái tốc view tại tại đồng này thì họ có một cái cây cầu bằng bằng kiến đó các bạn, để cho khách có thể bước lên đây để mà tham quan. Đây là loại cái kiến cường lực rất là dày và cứng, từng cái bậc thang lên cũng bằng kiến. Biết rằng nó rất an toàn nhưng mà mình nhìn thấy cũng có cảm giác cũng cũng khá là hồi hộp các bạn. Mình đi trên cái cầu bằng kính vậy nè, cái cảm giác rất là lạ. Mình cứ lo sợ là nó sẽ bị nứt, nó bể ra đó cứ lúc nào, cho nên là dù cái người có gan dạ đến đâu á, thì lần đầu tiên mà khi mà chúng ta bước lên những cái tấm kính như thế này thì cũng cái chân chúng ta cũng phải e dè đó, chứ không phải là chúng ta mạnh dạn bước như bước trên những cái cầu bình thường nha các bạn. Theo kinh nghiệm của những cái người mà tham quan Tà Đùng á, thì họ nói là cái mùa mà tham quan đẹp nhất á là vào cái lúc cái mùa mưa nước nhiều, thì nước sẽ dâng lên thì nó sẽ Tà Đùng nó sẽ đẹp hơn. Nhân đi cái tháng này thì cũng là mùa nắng, cho nên cái mực nước nhân cũng thấy là cạn xuống rồi các bạn. Tuy nhiên là đứng ở trên cái độ cao như thế này, nhìn xuống thì cũng khá là thấy là hùng vĩ, rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta có những cái căn phòng để mà cho khách thuê đó các bạn, để cho chúng những cái du khách có thể là ngủ qua đêm. Để chúng ta mỗi sáng có thể là chúng ta đón bình minh ở tại đây. Ở đây thì họ có những cái giống như là cổng trời nè các bạn, để mà cho du khách chụp hình. Thì hầu như là chúng ta đến đây thì chủ yếu cái việc mà ngoài cái việc để ngắm một cái khung cảnh khá là đặc biệt này, thì còn lại là chúng ta sẽ mang về cho mình những cái tấm ảnh cực kỳ đẹp ở tại những cái top view hôm tây ở khu vực Tà Đùng này. Ở đây thì có rất là nhiều cái họ làm có nhiều cấp á các bạn, mỗi một cấp thì nó có một cái tầm nhìn, có một cái góc nhìn khác nhau. Nó có cái vẻ đẹp khác nhau, và ở bất kỳ ở cấp nào thì nó cũng có những cái nơi mà để cho du khách check in. Như ở đây thì cái hình mặt trăng khá là đẹp. Đây, mỗi một cái tầng như vậy là có một cái dãy phòng các bạn, để cho thuê. Cái giá thuê phòng ở đây thì theo nhân tìm hiểu thì nó cũng khá là ổn, cũng có thể là gọi là hơi mắc một chút thôi. Nó dao động từ khoảng 500 cho tới 800 một phòng cho hai người. Ở đây thì có cái hình của cái tổ chim. Nói chung là những cái view ở đây thì chúng ta chụp hình thì khỏi chê rồi các bạn, rất là đẹp. Ở đây có một cái sân để mà cho những cái sự kiện hay là những cái nhóm bạn mà có cái để mà cắm trại dã ngoại thì cũng có thể sinh hoạt ở đây.
Theo Nhân nghĩ thì khi mà chúng ta đến với cái khu Tà Đùng này á, thì ngoài cái việc mà chúng ta có thể ngắm nhìn được những cái phong cảnh, thì nơi đây nó cũng khá là yên bình để mà chúng ta có thể thư giãn nghỉ ngơi, cho nên là thích hợp cho những người thích cái nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng. Chứ thực ra thì ở đây chúng ta cũng không có những cái dịch vụ nào để vui chơi hay là sôi động như ở những nơi thành thị được các bạn. Cái phong cảnh thì chúng ta chỉ ngắm qua một hồi thì nó cũng là có thể gọi là quen mắt, nhưng mà cái không khí dễ chịu trong lành thì chúng ta tận hưởng được rất là dài trong cái thời gian của chúng ta. Cho nên là cũng có rất là nhiều những cái du khách ở thành thị, kể cả những người ở nước ngoài, khi mà về thì họ cũng đến trong những cái khu Top View Homestay ở Tà Đùng, ở lại vài ngày để thư giãn nghỉ ngơi, vừa ngắm cảnh cũng như là vừa cái hưởng thụ một cái không khí rất là trong lành, bình yên của cái vùng đất Tây Nguyên này. Rất là đẹp. Nhân thấy là hầu như là ở mọi nơi, mọi góc thì đều có những cái chỗ để mà chúng ta có thể chụp ảnh các bạn. Ở đây thì ngoài cái việc mà chúng ta có thể thuê những cái phòng để chúng ta nghỉ lại qua đêm, thì ở đây họ còn có những cái dịch vụ là ngủ liều. Chúng ta có thể là thuê những cái liều thì cái giá thành nó rẻ hơn, đâu đó nó khoảng 150.000 cho một cái liều, thì chúng ta có thể ngủ lại bằng cái liều. Thì đây cũng là một cái hoạt động rất là thú vị, rất là phù hợp cho những cái tớp bạn, nhất là những cái bạn trẻ. Thì cái việc mà ngủ ở liều ở giữa cái không gian như thế này thì thật là tuyệt vời. Ở đây thì mỗi buổi sáng á, thì chúng ta có thể săn mây, săn mây ở Tà Đùng, hoặc là chúng ta có thể đón được cái ánh bình minh, thì chúng ta sẽ có những cái tấm ảnh tuyệt vời từ cái danh thắng Tà Đùng nổi tiếng này. Các bạn thấy không, ở bất cứ nơi nào cũng có những cái nơi để mà chúng ta có thể check in chụp ảnh cực kỳ đẹp. Mùa này thì mùa nắng, cho nên là cái lượng nước mà đổ về cái lòng hồ nó không có nhiều, cho nên chúng ta thấy rằng cái lòng hồ nguyên cái khu Tà Đùng á, những cái hòn đảo nó cũng không có rõ ràng, là do cái nước nó cạn xuống các bạn. Nhân có trải nghiệm cái đi tàu ở trên cái lòng hồ á, cũng vào một buổi chiều. Lúc đó Nhân đi thì cũng vào đang cái lúc mà vừa hết dịch, cho nên du khách cũng khá là vắng. Thì Nhân đến đó thì chỉ có một mình thôi, cho nên là thuê hẳn luôn một cái chiếc tàu để mà đi vòng qua để tham quan ở cái lòng hồ á, thì với giá là 750.000, họ chạy cho mình nơi khoảng một tiếng á. Thì cái trải nghiệm mà trên lòng hồ buổi chiều thì cũng cực kỳ là thư giãn. Cái mặt hồ rất là lặng yên, rồi nước xanh rất là đẹp các bạn, xen lẫn với những cái hòn đảo, đó là những cái đỉnh đồi đó, thì rất là đẹp. Một cái chuyến đi cũng khá là thú vị, mà Nhân cũng đã có một cái video up lên trên cái kênh này. Sau khi đi xuống ở dưới để mà tham quan một số nơi của cái khu Top View Tà Đùng này, thì bây giờ Nhân sẽ từ từ đi lên.
do cái thời gian thì cũng không có nhiều, Nhân đến đây là chỉ chủ yếu là để tham quan, chụp một hai tấm ảnh làm kỷ niệm thôi, rồi cũng chia tay chứ cũng không có ngủ lại các bạn. Ở đây thì cũng có được mấy cái du khách nữa. Theo ở Nhân thấy thì ngoài cái phục vụ cà phê ra đó, thì họ còn có dịch vụ ăn uống luôn, để mà chúng ta ngủ lại thì chúng ta cũng không có sợ thiếu những cái đồ ăn. Giờ Nhân sẽ bước lên để từ giã cái khu tốc wheel tòa đồng này. Giờ này thì Nhân sẽ cũng hơi chiều lắm rồi các bạn, cũng hơn 3 giờ rồi. Nhân cũng sẽ tranh thủ để chạy về thành phố Gia Nghĩa, sẽ nghỉ lại đêm ở đó. Thì qua ít phút Nhân cũng review sơ bộ về cái hôm tay tà đồng này để cho các bạn có một cái nhìn tổng quát. Nhân thì thật ra nó cũng không phải là một cái review chuyên nghiệp, cho nên là Nhân chỉ quay những cái góc hình hay là cái cách diễn đạt theo mang tính ngẫu hứng thôi các bạn, chứ cũng không có chuyên nghiệp lắm, cho nên các bạn cũng hết sức thông cảm. Hy vọng rằng những bạn nào mà chưa có đến đây á, thì nếu có điều kiện đến Đắk Nông thì các bạn cũng nhớ đến để mà tham quan một lần, để đem về cho mình những cái tấm ảnh cực kỳ đẹp lạ. Nhân đảm bảo với các bạn như vậy. Giờ này thì Nhân sẽ đi ra ngoài kết thúc cái chuyến tham quan tà đùng Top View hôm nay ở đây. Nhân sẽ có dịp Nhân sẽ trở lại và sẽ review cái nhà chú Đông, cũng là một cái hôm tay khá nổi tiếng ở tà đùng này, có thể nói là một trong những hôm tay đầu tiên đó các bạn. Nhân cũng nghe tiếng từ lâu nhưng mà cũng chưa có dịp ghé. Hôm nay thì tại vì do cái tài xế họ cũng không có rành, cho nên là khi mà Nhân ghé chứ lỡ ghé rồi thôi chúng ta vô đây luôn. Thì chuyến sau thì ghé cái chú Đông cũng không có buồn các bạn. Ở đây thì qua họ cũng đang trồng lại thôi, chắc có lẽ là chuẩn bị để đón một cái dịp 30 tháng 4 tới đó các bạn, cho nên là mọi sự chỉ cũng đang ở cái chuẩn bị thôi. Thường thường là những cái sự kiện, những cái lễ lớn á, thì những cái khu du lịch á, thì mới đông khách, còn cái ngày thường như thế này thì cũng thỉnh thoảng một vài người. Rồi, giờ này thì Nhân nói lời chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt tà đùng Top View. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video trải nghiệm tiếp theo trên kênh Nguyễn Nhân Vlog. Một lần nữa thì Nhân cũng cảm ơn các bạn đã dành cái thời giờ để đồng hành cùng Nhân trong chuyến đi này. Chúc các bạn có những cái giây phút thư giãn qua cái video không chuyên này. Một lần nữa, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.